Rồi xong. Bị lúng luôn rồi. Đầu năm đầu tháng mới khai trương, xe vừa ghe vô đây mới chắc đồ lên cái lết ra tới đây bị lúng rồi. Xui gì đâu á. Rồi mình cũng xin chào cả nhà luôn nha. Mình chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy niềm vui và thành công trong công việc. Con khách ra chỗ cái lỗ đó kia, đá vô quay lên cái không còn còn bờ nó chạy sao quay đi nữa. Môi còn thấp để đá vô nè, thấp hơn cái xe tí. Được được, để vậy là cả nha, nó không quay. Hôm nay xe vào kho lấy giá cái vàng giáo mới có đồng hồ đi khai trương nhà mới mà giờ mới chắc độ lên thì đúng rồi nha. Xe tải kéo dài nha, người đẩy mà không biết giờ gặp anh xe ben là đi ngang qua nè, giờ mình nhờ xe ben là kéo lên đường không thôi. Xe bị lún sâu quá, không biết có lên nổi rồi không. Lún rồi tới nổi rồi, mất rồi, nó làm sao rồi. Cạ thùng dầu, cạ lượng, cạ nhíp, cạ luôn cái cầu luôn. Nãy xe tải nhỏ kéo không lên nổi, giờ giờ xe ben kéo không biết sao nữa. Hy vọng là mọi chuyện đều suôn sẻ. Rồi mua luôn tuôn bánh rồi không nhúc nhích luôn, xe tải nhỏ quá không đủ sức kéo, với lại mình kéo dọc ngang này. Cái đường nằm ngang như vậy rất là khó kéo lên nha. Giờ mình tháo xích ra cho xe đi, giờ lát anh em mình sẽ tìm cách khác nha, để đưa xe lên cả nhà. Giờ dùng đội luôn hả? Đội lên đường khúc rồi đó. Đội lên quá trời nè. Má nó nghe bám cái cục này nó lên nổi không ta? Sao không đút vô được rồi lên từ từ hả? Cái gì? Sao không đút được vô bánh mà nó uống mà? Được. Ông làm cho nó nặng nó bánh vô đó. Hết vậy. Đó, mấy cục đó bỏ xuống nè, ngon. Sao bỏ được? Mà xong lấy cái bữa chim đi đội lên. Ờ, có lợi khiên lợi ngang đội á, chim kê đội lên á. Chim đội lên cao nữa. Đội cho lên cao lên. Cái gì lo ở đây nè. Chim kê nè. Trả đội vô đây. Ôm không nổi luôn không à. Đầu cá thế đầu rồi. Không có thế. Ờ. Chim luôn để nhà. Lấy gì? Nè. Nè. Có hai con đội ngon. Có thêm con nữa. Ba
mẹ ba chắc nó đút vô xà không có được đâu mà đút. Quỷ luôn đút. Lấy cái y á, sắt đó đút vô lắc dẹp lép luôn. Không chửi luôn nữa, có sao chửi nha. Cây đó đút vô lắc dẹp lép luôn á. Cây y mới được chứ cây đó đưa vô dẹp lép liền. Dám mà làm. Đó thấy chưa? Giờ dùng sức cơm luôn rồi. Ê Sang, cái cục mà đá của mày tròn tròn á, mày để vô đó là gì là đổ ra nhờ. Đá mà đập khô đó. Nãy giờ anh em cũng dỡ hàng xuống nè, cho xe nhẹ bớt rồi anh em sẽ đậu lên cái nhà, đậu lên và chiêm đá vào bánh cho xe nó cân bằng lại. Đó, đá vô vẫn còn lên đụng mẹ là sao nó lên. Đá qua coi nó có im chưa nha, mấy cái này nó bật rồi chết luôn á. Đó, từ từ lên rồi canh cái cỡ cây nó là chim vô chứ nó phải lại vậy rồi. Cây đó yếu không, cây đó chịu nổi không? Không, cây đó không được đâu. Né cái bật ra đó lên quá trời lên rồi đó, cái mặt lên đó, từ từ. Rồi, bắt đầu từ từ. Đấy, giờ đi hả? Xả gì hả? Đừng xả, thiệt rồi. Đó. Thế nào lên, phải tắt nữa không? Bắt đầu đưa cái cây vô. Đưa cây vô bánh kìa. Không, không, vô bánh là nó rút nhất xuống à. Nó phải cao không được. Cái bánh này hạ xuống cái hết tách mẹ rồi. Hạ xuống là nó có tải phải không? Nó hạ xuống là nó rút nhất liền, nó đang nặng. Ừ, thì hạ xuống là có tải. Đó, cái cục này ngon nè. Ờ, cái cục này mới lý tưởng nè. Đưa tôi đói bụng dữ lắm rồi đó. Cây nữa, cây nữa. Cây cái gì cũng nụ mô ấy, chứ đâu phải nụ nôn lại được cái cây hợp này sao. Thôi, chuyện nổi lần sau rồi. Giờ không có ai hết, không có ai đi ngang hết, thì tự mình cứu mình cho chắc cứu. Làm có lúng á. Gạt cái bể anh. Bể. Không, không, thấy đi. Bể. Không, bể. 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 B
thôi. Mày kiếm cái gì miếng dán chứ đâu phải ra giặt không được. Rồi chặn này là lên chắc. Hạ xuống chim đó vô cái hạ xuống rồi là chim có bánh rồi đỡ về bường luôn à. Rồi hạ đổ xuống. Đó. Rồi gì? Nè. Rồi. Đó cục này nè, cục này mới lý á, lý tưởng á. Cào. Rồi. Đó, quá trời lên quá trời luôn nè, đút cái cây vô nữa. Đút hai cây nó 10. Đút, lấy cái cây nó 10 kìa, lấy cây nó 10 tôi đút vô. Đút hai cây nè. Cái kéo cái đầu qua mình trái. Cây cây cục kìa. Cây ra được lấy ra rồi. Được không? Đây được rồi. Cây được rồi. Có được rồi. Cây nó 10 được đó. Hai cây hai bên. Để thẳng tới luôn. Cái nãy đút cây vô cũng vậy, trái bánh. Cái bánh nó quay không à, không được. Ý là mình phải chim bên kia nữa, ông cứ ấy đi, chim hai cây nó mười vô. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi bên kia, đậu bên kia lên cái nữa. Cái đâu? Để tính dáng lại không? Để tính dáng lại không? Rồi, lên luôn. Đây nè, thôi hạ xuống, để cái cây vô bên trong nữa, hai bánh. Đỡ xuống, cái này cùng kia. Lên miếng nữa được không? Được không? Có rồi. Có rồi. Đóng vô. Giờ lên xe bằng thủ công luôn, bằng kéo xe bằng cơm. Đó, hay quá, lên rồi, hay quá, lên được rồi cả nhà ơi. Được rồi. Được rồi. Về đây. Vẽ đầu dán vô. Rồi, vậy là xong. Khỏe rồi. Xe kéo hút lên mà người kéo lên đó. Rồi xong. Mừng.